Đây là đường Hải Phòng ha. Đầu đường à? Vô tới đây thì phải thưởng thức mì Quảng. Có tiệm mì Quảng 1A đây mọi người. 1A Hải Phòng. Ồ, Quảng Đông à. Mời mời bán đấy à? Dạ. Ngồi đây đi. Cứ cầm hoài à, món ăn ngon. Cầm đùa đó cũng ranh hàng nghe. Where are you from? America. America là Mỹ ha. À Mỹ. À nói được tiếng Việt. À em hỏi. À một chút. À mì mỏng mì quảng. Mỏng mì quảng mà hỏi đó. À, con thấy chưa? Di vẫn nói được tiếng Việt một chút đó, tiếng Việt là Di giỏi chứ cả con phải gắng học tiếng Anh. Di về đây làm chi? Di hiểu không? Năng ngồi bố. À mẹ Như nói tiếng Anh được này. What's your name? Đó. My name. Như hỏi à, bà ăn mì Quảng đây bao lâu rồi? Hỏi được không? Món này có hợp với bạn không? Vì bạn không. À em kiểm tra lại được chưa? Đây vào mì Quảng, vào Đà Nẵng thì phải ăn món mì Quảng nha. Thưởng thức này. Đấy là hai trứng thịt trứng là đấy một con. Hai trứng một. Thịt kia. Ai mì Quảng. Mì ra mì răng trứng à hay răng. Mì trứng ai. Đúng nón. Bên menu thì mọi người có thể thấy. À bên đi nước. Bên kia. Tôm thịt trứng gà. Gà trứng đặc biệt bánh tráng đó. Quảng Đông à, giờ hỏi chú. Anh cô. Ăn đấy. Ăn à, bị ăn trứng như này nữa. Bị ăn trứng. Cô thấy anh cái gì? Đây là gà. À, mì Quảng, mì gà, rồi bên đi. Trứng thì tôm hả? Bên gà hay trứng? Bên đi trứng thịt hay? Lúa sang đấy con, đừng gọt. Hoặc là ăn trứng với tôm, thịt tôm, gà với tôm, đừng gọt con. Biết, thịt ăn trứng, trứng tôm thịt. Đừng mua đứa tiền, mua đúng. Đi việc thịt cho mua đúng. Đồ này là gì chứ? Thịt chứ? Ai đùa? Gì cười chứ thưởng? À, ở đây sẽ phi. Nói tiếng Việt được chút chút. Có thể cầm đùa mà ăn rồi. Ăn tới đây đi. Không biết tiếng Việt giỏi chưa?
con có biết. Tao đã giao lưu về một chị người Mỹ đó, biết tiếng Việt. In. In. Chưa hiểu. Mực. Quái. Bình tàn hả? Bình tàn ăn kem hả? Right. Colin, 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 yeah. The first time? Yeah. Sit down. Tôi yên lắm. Cái lỗi này. Con ở Việt Nam lâu chưa? Nó đang hè, you are beautiful. Đấy. Beautiful. Beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Mẹ à hay không gọi thêm tụi anh lại nguyên à kêu kêu lại nữa hả này đồ này tuần lên em kêu một con hai người nữa em với anh nữa ăn là gà con em ăn chứ bên ở gà 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 sĩ quan bỏ tài lên mặt rồi đâu mau thì còn đến mặt má ớt nó ăn chi mì nữa à mình chấm đi à ăn vịt đây ngon không dạ tạ ta có lại đùa ăn đùa đó ăn người chỉ mất ngôi à rồi cho nên gọt cơ hồ ra năng cái cùng thương tức như cái mỏng gọt tinh đây là mì quặng nha ngoài vào đây rất là đông nha giờ này giờ trưa và giao lưu về một chị người Mỹ hả à, tên là Sophie à. Yes xin lỗi đã làm phiền xin lỗi đã làm phiền phiền làm khó khăn gây khó khăn làm phiền hả à chưa hiểu lắm không hiểu chắc là nhìn được nhé còn một cổ đi thôi muốn vô dịch mẹ cái này em lại được biết mẹ mami ăn đi à mami ăn đi làm phiền mà gãy khó làm phiền là gãy khó chịu đó có một người đi ăn trưa không sao đâu nha. Không hỏi có làm phiền không là không sao đâu à. Rất vui rất vui rồi anh cảm ơn em à. Mấy ai để view đã bạn đây còn món của Yên Vui thì đây cũng là mì gà à, trong đây có bánh tráng này người ta bỏ sẵn miếng chanh này chúng ta có thể vắt ăn chung gà thì có thịt gà à, đậu phụng à, và có trang lịch xảo vào đây luôn và có thể tôm và rau sống có thể dùng mọi người nha Yên Vui
mời cả nhà mọi người cùng thưởng thức món mì Quảng. Can I pay we pay your lunch? Để cho phí lúc hả? Em cho tiền giấy. Cảm ơn lên. Cảm ơn. Quyến đi quyến. Hình đúng rồi, nhiều người Việt đó hả? Việt hiểu đó. Mình có thể trả tiền cho bạn được không? Phí dùng này. Con đó là nói ấy cho vui. Rồi xin mời cả nhà đưa nha. Quán ơi, bánh đá, bánh đá. Rồi xin mời mọi người cùng. Thức thức buổi trưa ở tại Đà Nẵng. Yeah. Đi qua. Bạn muốn ăn nhanh đấy các bạn. Đó thấy chưa? Kim Go về tiếp gặn học tiếng Anh là gì rồi đó. Dạ tiếp. Em quên mất tụi bấy. Là việc ở em mình mới hỏi chị có việc biết thay đeo biển vào tuổi. Cái điểm từ tính của em thì em chỉ nơi hạch nói hả giá. How are you? Một tính hỏi. Anh hỏi anh chị Đinh Dung Yes. Xin lỗi mọi người. Anh nhé, 37. 37, yes. Đừng hỏi tuổi. Yes. Đừng hỏi tuổi của yes. Người Tây không thích hỏi tuổi. Hỏi gia đình chứ, à, về đây làm chi, hỏi làm chi thầy? Nghề nghiệp. Giáo viên tiếng Anh. Hèn chi, xin chào, hello, teacher rồi đúng không? Giáo viên về làm việc lâu chưa? Chắc là lâu rồi. Ở Đà Nẵng mà nói tiếng Việt cầm được đùa ăn như người Việt Nam đó. How long have you been here? Living here in Đà Nẵng? Ở Đà Nẵng một ngày. One day? Mì Quảng, mì Quảng, yeah. Rồi mua xin mời cả nhà. You go to Ba Trên. Tàu đi bằng tàu hỏa airplane. Đi bằng không có nghĩa là cũng phải đôi khi mình cũng cần khi đi chuyến á đặt đồ cái gì đó mình có thể dùng cái công tình được ví dụ như tay cái chứ được tháo bái đi bằng cái gì bạn có ăn được không? Con biển quảng đi để ăn như bạn bè mày cần Google. How far is Hakim? How far? Yeah, I know. About 350. It's like 6 hours.
Xin chào mọi người.